chào toàn thể các bác đã trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Ngày hôm nay thì em Hải sẽ lên sóng một clip này muốn chia sẻ đến các bác một chút về kỹ thuật đấu nối mixer cũng như là cách kinh chỉnh FXR. Ngày hôm qua thì em có lên một clip chia sẻ đến các bác một bộ mixer chính hãng thương hiệu của Debiotic, giá rất là hợp lý mà chất âm thì rất là hay, phù hợp cho bác nào mà đang nhu cầu tham khảo một chiếc mixer để đi sâu sự kiện đám cưới hay là trường học. Thì ngày hôm nay em sẽ cũng như là chiếu theo nguyện vọng của một số bác khách hàng mà đang làm sâu sự kiện và đang tham khảo chiếc mixer của Debiotic này và muốn là bên Hiếu Minh hướng dẫn các bác cách kinh chỉnh mixer này và cũng như là cách làm FXR, cách đấu nối FXR làm sao cho hay và chất lượng. Thì ở đây thì em đang có sẵn một bộ dàn, một chiếc đẩy PS, một chiếc van số của Debiotic và một bộ mic DB450 và một chiếc bàn mixer chính hãng của thương hiệu Debiotic có model là MXF12, thiết kế 8 line và 2 chế độ effect Echo Reverb này. FX1 là 24 chế độ effect, FX2 là 8 chế độ effect. Nhìn bàn mixer rất là đẹp đúng không? Đây là một chiếc bàn mixer chính hãng được bảo hành 2 năm, đổi mới trong vòng 3 tháng đầu. Và chiếc bàn mixer này thì có giá là trên 8 triệu đồng thôi mà có chống hú các bác nhá. Có chống hú. Cái phần effect rời, effect riêng của chiếc mixer này cũng rất là hay rồi. Thì hôm qua em lên clip để hướng dẫn các bác cách tinh chỉnh và lấy effect của bàn mixer này rồi. Thì hôm nay em chiếu theo nguyện vọng của các bác khách hàng là sẽ hướng dẫn các bác cách đấu nối này, đấu nối effect rời với bàn mixer với vang số trên bộ dàn này nhá. Ok. Và đây em đang để phẳng hết các bác. Bây giờ em sẽ đấu nối đường tín hiệu trước này, em sẽ quay đằng sau này. Quay đằng sau cho các bác cùng xem. Thiết kế của bàn mixer DB này thì các cổng cắm ở phía đằng sau này thì nó nhìn nó rất là chuyên nghiệp, giống rất giống với các bàn mixer cao cấp chuyên nghiệp Dynacorp hay là Behringer đó. Thì ở đây em sẽ đấu đầu tiên là dây tín hiệu này. Em sẽ đấu dây tín hiệu TV vào nhá, dây tín hiệu nhạc này sẽ đấu vào hai cổng Jabra RL này, các bác nhé, 11-12 này. Đây, tín hiệu nhạc này. Sau đó là tín hiệu main out này là xuống đẩy này. Đấy, hai rắc tín hiệu của loa. Còn các bác sử dụng nhiều loa hơn thì các bác có thể cắm thêm cổng G1, G2, G3, G4. Ví dụ là 4 loa này, 2 súp này, súp có các chỉnh là G3, G4 nhé. Ở đây em sẽ hướng dẫn là main Zipline đầu xuống hai kênh của đẩy này. Đó. Và để lấy effect rời, tức là lấy một cổng reverb riêng, một cổng echo riêng ở trên vang xuống mixer, thì ở đây con vang này em đã cài hai cổng effect rời, cổng 7, cổng 8, cổng 7 là echo, cổng 8 là reverb. Đó, lấy hai đường tín hiệu xuống thì đây. Cổng 7 em sẽ cắm vào cổng em lấy 56 đi. 5 này. Cổng 8 sẽ là cổng 6. Thì tức là cổng 5 sẽ là echo, cổng 6 sẽ là reverb. Và các bác chuẩn bị cho em thêm một cặp dây Canon cái ra 6 ly. Đó. Con đặt ra 6 ly này. Đầu hai đường mic riêng biệt. Đây. Em sẽ cắm vào cổng 1, cổng 2 nhé. Đó, cổng 1, cổng 2 sẽ là mic, cổng 5, cổng 6 sẽ là echo, reverb. Và thêm một dây kết nối 6 ly ra 6 ly. Cắm từ cổng mic này, cổng mic của vang này để chúng ta lấy đường effect kết nối từ mic xuống. Thì ở đây chiếc mixer DB này sẽ có 3 cổng effect, effect 1, effect 2 và effect 3. Thì các bác cắm effect nào được, cắm effect 3 đi. Effect 3 này, đó. Thì mic vào mixer, sau đó từ mixer xuống vang, sau đó chuyển đổi lại từ vang lên mixer, xong từ mixer xuống đẩy. Đó, vòng tuần hoàn này nó sẽ lấy được cái effect echo reverb của vang. Và tín hiệu nhạc thì cắm trực tiếp vào mixer nó dễ xử lý hơn, bởi vì trên mixer của Debiotic này có một điều rất đặc biệt, đó là đường nhạc thì sẽ có các cần gạt EQI gồm 7 chế độ EQI chỉnh riêng cho hai cổng Zipline.
chỉnh riêng cho hai cổng giáp line nhé. Vâng, thế giải của nó từ giải đáp ứng của nó là từ 63Hz cho tới 15kHz, ta có thể chỉnh được bass trung chép ở trên nhạc đấy rồi. Thì bây giờ em sẽ thử lên nhé. Ok, đầu tiên là em sẽ thử đứng nhạc này. Hai cổng đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra này. Khi đấu hai cổng 1-2 là hai cổng mic, thì đang đấu đầu ra xuống đây là main RL thì phải nhấn hai nút main này xuống ấy. Và tương tự như vậy cổng 6 cổng 7 cũng phải nhấn hai nút main này xuống. Đó, là nó đã nhận là tín hiệu. Thì bây giờ em sẽ thử nhạc này, main dai, dép line này. Các bạn thấy đấy này. Thêm đó nữa thì là ba cần chỉnh equalizer này, hai là chép mid trung và low là bass. Ok. Và vừa rồi là tiếng nhạc, bây giờ em sẽ thử tiếng mic effect rời nhé. Đầu tiên thì em xin lưu ý với các bác, đó chính là ở trên bàn mixer đây thì đây sẽ là gain tổng này, đầu ra này, và đây là phần equalizer của mic thì sẽ có chép này, hai chép mid là trung và low là bass. Thì đây các bác có thể chỉnh bass này, trung chép của mic. Và phần effect này thì khi như em vừa giới thiệu bên dưới, nó có ba cổng aux, chính là aux1, aux2, aux3. Đấy, thì chúng ta cắm cổng nào thì vặn lên cổng đó. Em vừa rồi là em cắm cổng aux3 đúng không ạ? Thì em vặn aux3 lên để nhận cái đường effect của hai cổng 56. Thì tương tự như vậy, khi chúng ta đấu effect rời, các bác phải tắt bỏ cái effect ở trên bàn mixer đi. Nếu không nó đụng chạm cái hai phách của vang và mixer, nó sẽ rú rít rất là to. Cho nên là khi chúng ta sử dụng effect của vang, phải mặc định là vặn effect của mixer xuống. Và đây là hai đường effect của mixer, FX1, FX2. Đó, chúng ta không dùng mic effect của nó nữa thì đầu tiên là tắt này, sau đó là vặn hết xuống. Đó. Và chúng ta sẽ sử dụng effect là aux ở trên mixer, vặn aux lên. Cắm aux3, vặn aux3 này. Lê. Đây là tiếng mic khô đã có các nhá. 56 là hai cổng, một cổng echo là 5 này. Lê. 1 2 3 4 5 6. Đây echo rồi. Lê. Tiếng gì vợt? Lê. 1 2 3 4 5 6. Còn buồn không em? Đó, thì rất là đơn giản đúng không ạ? Thì có một điều nữa, đó là phần pan này. Phần pan này chính là phần chỉnh cân bằng loa hai vế giáp la. Thì các bác chỉnh ở giữa nhé, đó là cân bằng hai loa này. Hoặc là khi nào chúng ta cần kiểm tra xem là hai vế nó cân bằng không, thì chúng ta sử dụng cái phần pan này để quay hướng. Ví dụ quay về này, vế L này thì tắt bỏ vế R. Đó, đơn giản đúng không ạ? Lê 1 2 3 4 5 6. Lê 1 2. Còn buồn không em? Sao đêm về lặng im một mình? Vừa rồi thì em vừa làm một clip để hướng dẫn các bác cách tinh chỉnh effect rời ở trên bàn mixer. Thì cũng như là muốn giới thiệu các bác một chiếc bàn mixer mà chất âm rất là hay.
và thứ hai nữa rất là đẹp, hàng chính hãng, độ bền rất là cao và giá thành của chiếc bàn fixer này thì rất là hợp lý, các bác nhanh thu hồi vốn khi đi làm sâu. Thì giá của bàn fixer này có giá là trên 8 triệu đồng, các bác liên hệ trực tiếp với Hiếu Minh sẽ được những giá ưu đãi nhất nhé. Và bây giờ thì em xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại toàn thể các bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.